Sao anh hẹn em ra quán mà cuối cùng lại vô trong này vậy? Sao trong này? Hẹn ở quán hoài chán lắm. Mình phải hẹn ở đây nó riêng tư, nó kín đáo, để nó lãng mạn hơn. Nhưng mà hả, nhiều như vậy á là anh phải hả bù đắp cho em á nha, chứ tổn hao sức khỏe lắm á. Cuộc đời anh bây giờ không có gì ngoài tiền với lại sức khỏe hết. Em muốn gì là anh chịu cái đó. Thiệt không? Thiệt chứ, thích gì? Vậy bây giờ hả, em đang thích cái điện thoại á, anh có đáp ứng nổi không? Cái điện thoại hả ta? Điện thoại bây giờ mắc lắm, tới 30 mấy triệu. Thì làm sao anh có tới 30 mấy triệu? Thôi chuyển đổi cho 50 triệu nha. Chuyển liền luôn nè. Nói được làm được á nha. Lại nha, đó. Cảm ơn anh. Vậy giờ phải bù đắp lại gì cho anh? Khoan, bữa nay anh có một trò chơi mới nữa. Đã. Trò gì vậy? Kích thích lên nha. Cũng như mỗi lần thôi. Nhưng mà cái gì này, đợt này đã mạnh hơn. Tác dụng nhanh lắm. Đây, nằm xuống đây. Alo, anh đến chưa? Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi. Ok. Ồ, Hồng Anh. Đấy. Hồng Anh đúng hẹn dữ ha. À, hẹn đấy hả? Đấy. Rồi chết đó. Hồng Anh cứ chết thôi mày. Thôi. Nhìn sơ là thấy ngon rồi. Nhưng mà sao chú em giỏi quá à? Sao mà sang được mấy cái em mà tươi tươi gì không vậy? Dễ thẹt khi coi đầu khó. Ông anh nhìn tôi đâu có tệ không? Ít ra nhìn cũng có ngoại hình. Cộng thêm lời nói ngon ngọt. Rồi mình chiêu chí, mình buôn cho mấy em mua sắm, tặng quà đó là xong. À, thì ra là vậy. À mà nè, lần sau á, tôi muốn mua thêm 5 món hàng này nữa. À, tại vì á, gần đây những cái khách mới á, nói là cái nhu cầu của bán nội tạng càng ngày càng tăng. Nhưng mà không biết là chú em có đáp ứng được hay không. Tưởng cái gì, 50 người tôi cũng có đủ rồi, chứ đừng nói mà 5 người. Tôi chỉ cần là chú em uy tín như vậy thôi. Ok, bây giờ nè. Đây, ăn gửi tiền luôn. Đây là cái phần này là cái chiến đề. À, chú em nhận giùm anh. Đây. Anh đã bị bắt vì hành vi mua bán người trái phép. Đường dây dụ dỗ lừa gạt phụ nữ bán sang Trung Quốc đã bị triệt phá thành công. Các cô gái trẻ nên hết sức cẩn thận, đừng vì lợi ích trước mắt mà xa bẫy bọn buôn người. Hãy luôn cảnh giác, vì cuộc đời không có chữ giá như